chào các bạn đang xem kênh youtube của báo điện tử VOV. Bản tin tổng hợp tối nay có những nội dung sau đây. Sau vụ tấn công tại Đắk Lắk, an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại bình thường. Chủ tịch huyện ở Cà Mau xin thôi chức vì lý do cá nhân. Bốn cựu cán bộ công an Hải Dương đi tù vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt giảm. Bây giờ là tin chi tiết. Theo người phát ngôn Bộ Công an, tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Chư Quynh, Đắk Lắk là 46 đối tượng. Sáng 14 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk cho thấy tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường. Các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi nhịp sống thường ngày trở lại không khí như trước ngày 11 tháng 6. Trong đêm 13 tháng 6, đã có một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự ra tự thú. Như vậy đến nay đã có 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng. Tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Trư Quynh, tỉnh Đắk Lắc là 46 đối tượng. Công an tỉnh Đắk Lắc tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng. Như tin đã đưa, dạng sáng 11 tháng 6, nhóm đối tượng trang bị súng, dao đã tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắc. Làm một số cán bộ xã, công an xã hy sinh bị thương, khiến người dân huyện bàng hoàng bất an. Đến nay, trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với nỗ lực tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền địa phương, Bình Yên đã trở lại huyện Trư Quỳnh. Xã -e a Cơ Tu, ba ngày sau khi xảy ra sự việc, người dân nơi đây đã quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Dọc tuyến đường nối trung tâm xã về các thôn buôn, cuộc sống đã trở lại bình thường. Hàng quán đã mở, các hoạt động lưu thông hàng hóa đã trở lại. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh Đắk Lắc đã bố trí các điểm chốt có lực lượng chức năng túc trực 24 trên 24 giờ. Chính điều này đã mang lại tâm lý an toàn, an tâm cho người dân như vậy có thể khẳng định chính sự quyết liệt truy quét đấu tranh bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả chỉ trong một thời gian ngắn bình yên đã trở lại ở các thôn buôn của xã ea tiêu và xã ea cơ tu cũng chính từ niềm tin ấy đã giúp nhân dân chung tay cùng lực lượng chức năng vây bắt tội phạm trở thành hậu phương vững chắc khi đưa những hộp cơm nghĩa tình đến lực lượng bảo vệ chốt chặn hoặc chung tay sẻ chia quyên góp hỗ trợ gia đình các cán bộ chiến sĩ người dân bị nạn trong vụ việc Ngày 13 tháng 6, tại huyện ủy Phú Tân, Ban Thường vụ tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định cho ông Võ Trường Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư huyện ủy Phú Tân nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ông Giang có đơn xin nghỉ công tác trước tuổi vì lý do cá nhân. Ông Võ Trường Giang, 59 tuổi, quê quán xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, có trình độ chuyên môn đại học, Trước khi được bầu làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, ông từng giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỹ, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân. Ngày 13 tháng 6, Ban thực vụ tỉnh ủy cà mau cũng công bố quyết định điều động ông Nguyễn Hoàng Thám, Phó bí thư huyện ủy Phú Tân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phú Tân, nhận nhiệm vụ tại Hội đồng Nhân dân tỉnh, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban thực vụ tỉnh ủy Cà Mau điều động, chỉ định ông Trần Văn Hòa, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Phú Tân, nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu để Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2021-2026. Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số này, 4 bị cáo nguyên là cán bộ công an. Theo cáo trạng, Vũ Trí Tuyền sinh năm 1989, chú phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, là cán bộ trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an. Tuyền có quen biết Đỗ Thành Phúc, sinh năm 1990, chú tại xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, khi Phúc là phạm nhân thi hành án tại trại giam Hoàng Tiến. Năm 2019, Phúc chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương. Đến tháng 7 năm 2022, Phúc nói với Tuyền đang quản lý tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng. Nếu biết ai có nhu cầu lấy tài khoản cá độ thì Phúc sẽ cung cấp tài khoản. Tuyền sau đó đã đồng ý. Từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 đến ngày 27 tháng 9 năm 2022, Tuyền nhận của Phúc 7 tài khoản đánh bạc tại trang web với giá quy đổi điểm cá cược từ 40 đến 100.000 đồng một điểm. Sau đó, Tuyền giao lại 3 tài khoản cho Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1984, chú tại phường Sao Đỏ, sử dụng để đánh bạc. Giao một tài khoản cho Phạm Minh Tiến, sinh năm 1991, chú tại phường Thành Bình. Tài khoản này tiếp tục được Tiến giao lại cho Vũ Tuấn Dũng, sinh năm 1990, chú tại phường Thành Bình. Ba tài khoản còn lại được Tuyên giao cho Vũ Toàn Thắng, sinh năm 1984, trú tại phường Sào Đỏ để đánh bạc. Cả bảy tài khoản đều ít nhất một lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên với tổng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng. Tuyên không thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc. Trong số các bị cáo, Tuyên Tiến Tuấn, nguyên là cán bộ trại giam Hoàng Tiến Bộ Công an, Thắng từng là cán bộ công an xã Bắc An thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương, còn Dũng là bác sĩ Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Trí Tuyền 6 năm 9 tháng tù, Phạm Minh Tiến 5 năm 9 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Nguyễn Đình Tuấn bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù, Vũ Tuấn Dũng 36 tháng tù cho hưởng án treo, Vũ Toàn Thắng 27 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử cũng quyết định hình phạt bổ sung đối với bị cáo Tuyền 100 triệu đồng, Tiến 60 triệu đồng, Tuấn 50 triệu đồng, Dũng 40 triệu đồng và Thắng 30 triệu đồng. Quá trình điều tra, Phúc không có mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý. Sáng 14 tháng 6, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,4 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67 triệu đồng một lượng, cùng giảm 100.000 đồng một lượng so với cuối phiên 13 tháng 6. Trên lệch giá vàng đang cao hơn giá mua 600.000 đồng một lượng. Giá mua bán vàng SGC đầu phiên giao dịch 14 tháng 6 giảm về 66,4-67 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục giảm về 1945 đô la Mỹ một ounce. Thời điểm 8 giờ 35 phút sáng 14 tháng 6, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,4, 67 triệu đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch 13 tháng 6. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji cũng đang ở mức 600.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, cuối phiên 13 tháng 6 theo giờ Mỹ Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 1945 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay, 1 đô la Mỹ bằng 23.670 đồng, giá vàng thế giới tương đương 55,46 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,54 triệu đồng một lượng so với giá bán vàng SJC bán ra sáng 14 tháng 6. Chiều nay ngày 14 tháng 6, đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Chu Xie dành sự tôn trọng cho đối thủ. Nhà cầm quân người Pháp cho biết, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn trên đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc vì có thứ hạng tốt hơn trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, trong bóng đá, sức mạnh không nằm trên giấy tờ và bảng xếp hạng. Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc. Tôi chắc chắn đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc sẽ thể hiện được sự khát khao trên sân ở trận đấu này. Chúng tôi đã nghiên cứu các trận đấu của họ với Malaysia và Singapore nên sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực 200% ở trận đấu này. Trước câu hỏi về sự quan trọng giữa kết quả và thể hiện lối chơi, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định: "Bóng đá không chỉ hướng tới kết quả tốt mà phải có lối chơi mạch lạc, sự kết nối giữa các cầu thủ phải tốt để tạo nên một trận đấu hay." Nhà cầm quân người Pháp khẳng định: "Tôi muốn các cầu thủ thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của mình, áp dụng từ sân tập vào trận đấu." Các cầu thủ phải cụ thể hóa bằng những tình huống phối hợp trên sân, luân chuyển bóng, tạt bóng để giành kết quả tốt. Một chiến thắng ở trận đấu ngày mai sẽ giúp cho đội có thêm sự tự tin để xây dựng lối chơi hướng tới mục tiêu xa hơn là vòng loại World Cup 2026. Bên kia chuyến tuyến, huấn luyện viên John Anderson của đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc cho biết đội bóng của ông muốn học hỏi thêm kinh nghiệm thông qua những trận giao hữu, nhưng cũng muốn giành kết quả tốt để hướng tới những mục tiêu xa hơn. Ông cho biết, tôi theo dõi đội tuyển Việt Nam trong thời gian dài, Tôi có thời gian làm việc với các đội châu Á như đội tuyển Triều Tiên đã thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Tôi ấn tượng với một số cầu thủ ấn tượng như Quang Hải hay Công Phượng, học trò của tôi ở Hàn Quốc và một số cầu thủ từng lọt vào chung kết AFF Cup 2022 vừa rồi. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút ngày 15 tháng 6. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến. Mời quý vị độc giả quan tâm theo dõi. Các bạn vừa xem bản tin tổng hợp tối, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.